Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với màn ảnh nhỏ của Cây Cầu TV. Thì hôm nay Cường tiếp tục đi thăm chồng các bạn. Đây, thỏ đây. Không gà anh em mình xuống bao nhiêu cái thỏ? Khoảng 1.000 cái vậy. Sao hoài, có 60 cái ông ơi. Chào mọi người các ơi. Hello. Mày nói thử kênh mày kênh gì, nói thử một lần mày trực tiếp với khán giả coi. Thì kênh đi rừng. Đi rừng thôi hả? À. Mày gõ không ra em ơi. Anh gõ bị bẫy chồm để lại ra. Ừ. Đi rừng mà gõ bẫy chồm nó nổi lên nè, có hai chữ đi rừng á. Rồi ok, thì hôm nay anh em đã xuống hết 60 cái bẫy cạm các bạn, cạm bẫy chồm. Thì bữa nay là bữa đầu tiên anh em mình thăm coi có thành quả không. Bữa nay cũng bỏ 3 ngày phải không thôi? 3 ngày. Rồi ok, thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã bấm nhầm phải video của Cường, trong đó có hàng ngàn cái video khác trên YouTube. Thì hôm bữa Cường có thử làm một cái video không nói chuyện, công nhận nghe nó ngứa cái mồm dễ sợ luôn các bạn. Không ngứa rồi, không nói không được. Ừ, đang nói quen rồi tự nhiên không nói. Cái mình cảm thấy cái con người bức sao khó chịu lắm. Nhưng mà cũng lâu lâu làm chơi một cái vậy thôi các bạn. Làm thử thôi. Làm thử rồi lỡ có nó có qua nước ngoài bển thì người nước ngoài coi thôi chứ các bạn đâu coi được đâu. Nói chung không nói chuyện là không hiểu gì hết trơn. Rồi ok, không lên tin nữa, thì giờ anh em mình sẽ vô đây thăm hai cái cạm ở đây các bạn. Ở đây có hai cái cạm này vô. Ơi hôm bữa không nói chuyện khó chịu thiệt chứ. Chụp ba tay. 60 cái cạm làm gì mà không dính con. Nó dính hai con luôn nhé. Quay dưới đất nha các bạn, chứ quay ở trên là bọn ác nó địa hình. Rồi, ôi cái này đẹp quá mà. Nè là cái cạm này các bạn. Đó, ngon kìa, chưa chuối thúi luôn mà. Ở đây có đặt có hai cái đó các bạn. Ở ngoài này nắng thế nào. Túi đằng kia mà ngay cái cua nắng mà nó dính con hương nào mà nằm ngoài này mớp nằm ngoài này đây chắc rồi thành trồn phơi khô luôn. Có hả? Sập lỗ không, có lủng lỗ không? Ủa có lủng lỗ cái gì á? Đây các bạn, bẫy đẹp ghê luôn nè. Cái đường nó trống rồi các bạn thấy không? Đây có cái cạm nè, nứt nát luôn các bạn thấy chưa? Nè, thấy lá xanh trong đây luôn nè. Thọt tay vô nhắn vô thử. Vậy hết. Không, cái này đẹp ha. Lối đi đúng đẹp luôn. Rồi hai cái chưa có cái gì luôn nha các bạn. Tiếp tục mình vô chỗ rừng sâu. Mình sẽ tiếp tục thăm 20 mấy cái một khu. Ở đây có một cái luôn các bạn. Rồi rồi, thôi. Đó. Thập ơi. Còn các bạn nè. Trời ơi, thấy rồi. Hôm bữa quốc công nhầm cả ký, hôm nay nó quốc ký mốt. Hôm nay quốc ký mốt. Bữa quốc cả ký sình nè em ơi, tháo bỏ đi. Hôm bữa dứt con công nhầm đây căng cường căng cỡ 1.3 kg đó các bạn. Trời, cái túi 200 gram nó cũng ký mốt. Hôm nay thì quốc con cũng cả ký nữa nè. Là đó, bữa dính con chuột công nhầm đó, ký mấy đó là kênh của con thỏ đi rừng á. Các bạn gõ bẫy chồn là nó ra cái hai chữ đi rừng á, là nó quay bên đó đó các bạn. Cái bàn này các bạn thấy không, nó sập nè, dính nguyên con cống nhum luôn đó. Các bạn xem kỹ thợ bẫy chồn chuyên nghiệp gài bẫy vô tay mấy lần luôn, nghiệp dư thôi. Cái dây này chắc chắn người ta nó bị tưa hết rồi. Chim cây hay gì, giống như con mớp đi ngang đây vậy ta. Tôi mới đạch đâu rồi. Bậy. Mớp đi ngang cái gỗ kìa. Chim cái kỳ chim cái đã các bạn. Chuột công nhầm quá bự luôn. Mà nó hơi bung bủng rồi nên Cường cũng không quay kỹ nha các bạn. Rồi được. Rồi để cho nó gài đi, cái mình đi tiếp vô trong kia nè các bạn. Thúi thúi ghê rồi. Cái chân của con chuột á. Bịt kia dính mớp rồi. Có mồi rồi phải không? Rồi chân dính mớp á. Đù nó mũi thính như chó á trời. Chó á. Sổ một cái coi. Đây, cái lá này, cái lá này sơ thôi, gãy mấy cái lá kia lên. Cái đặt bẫy cũng dễ nha các bạn, vô tay cỡ 5-10 lần là gành nè. Nó hàng kéo dây luôn kìa, thấy chưa ghê không, nó mấy hàng kéo dây vậy nè, nó hay vô tay nè, bí hoài vô gặp nó giờ là không có vô đâu mà vô chân ngon không đi. Dậm bùn dậm thì có, nhưng mà dậm lên cũng đâu có không đâu. Sao nha các bạn, tại cái bạn cái bẫy nó nhỏ hơn cái bàn chân mình nên các bạn yên tâm các bạn. Nói vậy thôi chứ các bạn nghề dạy nghề thôi các bạn, khi bạn chơi rồi bạn thấy quen rồi, quen không đó, có bình thường á.
chứ bình thường mình nhìn cái mình thấy mình ớn ớn vậy thôi chứ thật sự nó đâu có gì đâu, nó không thọt tay cho nữa. Rồi lấy chỗ dỗ mắm nè mày, để thúi ông nội dục bỏ ngang chỗ đó bạn, dục xuống kinh để cho cá nè. Tiếp tục luôn các bạn ơi, nào phải đang nhăn mũi này, vô đây là không có nhăn mũi là coi như là bấy sấy luôn. Ở đây giờ mấy cái đường nước của chàm á nó còn nước thôi nghe các bạn. Ủa mà nghe quầy vốn quá ta, đường nước thì phải còn nước rồi. Còn lại trên bờ nè nó khô nữa các bạn, trên bữa ướt ngập hết trơn, không sập luôn hả? Tắt ngang luôn đi cho nhanh. Đây này có cái cạm nè các bạn, không dính nè, kẹo chó quá trời. Vậy ở đây sâu vậy ta, mương đây sâu ghê. Ủa, ở đây mấy cái bị gãy rồi các bạn ơi, nó gãy bùa lên gãy hết trơn, nó lại cái bẫy nào còn là nó gãy phúng vậy đó. Dân chuyên nghiệp nó vậy đó bạn. Mấy tháng là đói mèo cầu, dân chuyên nghiệp nó vậy đó các bạn. Cái nào không dính này lỡ gãy sơ sơ nữa các bạn. Còn mấy cái nấm nè, nấm mà linh chi kim chi gì đó. Linh chi 1 năm. Đây cái cạm đó nè các bạn. Ghê vậy, để thử giờ tao quay nguyên video này nguyên đoạn luôn coi, không cắt thử là như lời mày nói không. Cái này dính con mớp luôn hả, biết trước luôn hả, sao không sập luôn các bạn. Giờ mấy cái bẫy này đi thăm cũng khỏe lắm, tại vì nó sập là nhìn là có hiện trường hết trơn à. Nè đây cái này không sập nè, đây cái cạm nè các bạn, không sập luôn. Mũi quá trời mũi, nó ngã tay kìa. Không sập luôn hay gì, hay lúng hay gì. Nè đây cái cạm nè các bạn, không dính luôn. Đây rồi, không sập luôn. Đây cái bẫy này các bạn, đây cái cạm còn không vậy, còn nè, đây cái cạm mà các bạn. Ở cái gì mà không dính chân trời, đi hoài vậy, đi hoài không thấy dính gì vậy. Họ nó dính hoài quải sao nổi. Ủa đường này có không ta, chỗ ổ ong phải không? Rồi, nó có cạm rồi các bạn, không dính nè. Thỏ nó phủi là biết rồi. Đây nè, đây cái cạm nè. Đây cái cạm rồi các bạn, không dính luôn. Đây. Họ giờ đang đi thăm cái cuối cùng các bạn. Tôi sẽ thăm cái ở đây. Dính là hú.
Đây cái cam các bạn. Không có gì luôn. Đây cái cam này. Rồi, giờ chờ nó thôi. Dính nó hú. Nó bay qua cây này nè. Nghe sạc 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 luôn. Mà mày nghe không? Nó qua bụi này nè. Ừ, con gì? Nó không phải là con mềm bẹp mà cũng không phải là con sóc luôn, nó bự lắm. Nó chạy sạc 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 bên bụi đó luôn. Mà biết leo cây nghe. Nó vô cây này nè. Vô cây này nè. Rồi rồi, tới đây. Anh canh nó lội qua mương rồi sao, nó đi qua đây rồi sao? Bự lắm. Cỡ 2-3 ký á. Ờ, nó chạy vô bụi này nè, tại từ bên đó qua đây mà. Tình bác á. Nghe chưa? Tới nữa, tới nữa, đà đà, bộ lùm này nó núp, nó ẵn rồi sao? Cái cách nó chạy nãy trên cây đi gan vậy đó mày. Mày nghĩ nó bự hay nhỏ? Ờ, nó vô đây nè, nó vô bụi này nè. Mà vô đây tao mất tiêu luôn tội. Vô clip bây giờ, vô clip này nè. Tao sợ nó đi đúng một đường này nè. Vậy đúng rồi, vô clip này rồi. Mà bóp biết là leo cây không nổi? Không biết. Nó biết leo cây luôn hả? Nó leo cây bình bát, nó qua đây nè. Để kiếm có gì quay tiếp nha các bạn nha các bạn. Nó bay mua nó nhảy chỗ xa 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 luôn. Rồi. Thì tôi cũng hạ thủ gì vậy? Vừa hạ thủ một con nha mọi người. Đó. Đây. Dấu bể sấy luôn thấy không? Quay lên cỡ này nè. Một vùng nữa luôn nè. Chưa đâu nè, nó quay tới đây luôn nè. Quá dữ. Quậy cái cỡ này là mọi người thấy con này đâu phải là tầm thường phải không? Quá chừng luôn à. Thấy gì chưa? Quá chừng quá đắt luôn. Rồi. Rồi vừa gỡ xong nha. Đó. Cắn cây thấy nóng lạnh chưa? Nguyên một vùng nữa luôn. Một vùng khỉnh trần quăng nữa luôn. Rồi, quá chạy mũi rồi. Bây giờ thôi để đi thăm những cái tiếp theo nha. Ui. Quá chừng quá đắt. Rồi, thành quả của cái luồng này nè các bạn. Dính được con này nên Cường cũng không có quay chính xác và cụ thể và chi tiết cho các bạn xem nha. Nó nằm trong sách đỏ, nói chung là vậy đó. Thì chỉ cho các bạn xem một cái đuôi thôi thì các bạn sẽ nhận ra. Thôi thôi, chụp cái đuôi ra thôi. Đưa nguyên cái đít ra luôn. À, cái đuôi. Đó, thấy không? Con này nè, các bạn biết con gì chưa? Con chuột cống nhum. À, gì trùng vằn. Trùng cáo gì? Cá vằn đó. Ừ. Con cây vằn, con cây vằn. Ừ. Đấy, đây con này tầm cỡ 2 kg nữa các bạn. Tút 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 tí nữa thọ. Đó, cái đuôi cỡ này nè không? Đó. Đừng có nói là cái này là túi cái túi gì? Ru xì nha các bạn. Cái kiểu mà cái túi ru xì. Đó, thì cái này nó nằm trong sách đỏ nên Cường không có quay nó chi tiết, chỉ đưa cái đuôi các bạn xem thì anh em trong nghề thì sẽ tự nhận biết nha, chứ Cường quay lên gì thì có gì kênh mình bị ảnh hưởng vi phạm các kiểu nữa cũng hơi mệt nha các bạn. Để duy trì cho kênh thì mình có hạn chế, mình có quay như thế này thôi, các bạn hiểu nó là con gì là con gì các bạn. Tầm 2 ký các bạn. Thì trên cây tràm các bạn thấy đó, nó quậy bấy sấy á, con này hình như nó hơi đai rồi, sắp đai rồi, về mình xử liền luôn các bạn. Rồi ok, đi tiếp luôn các bạn ơi. Mệt quá bạn ơi, đi đường nó sình quá. Sình bùng quá.
uống miếng nước để gọi là đỡ đói nha bạn. Ở sao ngộ ta, mình ăn miếng gì đó để cho đỡ đói chứ tại sao uống nước cho đỡ đói ta? Uống nước nó no ra là nó hết đói. Uống nước ngọt là nó dễ khó đói lắm nha các bạn. Mà nó sung nữa, nước ngọt nó sung lắm. Rồi mời tất cả các bạn uống nước ngọt cùng với anh em nha. Thăm luồng này nữa là luồng cuối luôn đó các bạn ơi. Sớm giờ cũng thăm nhiều lắm, tại vì có những cái không dính á, mình cắt bớt đi chứ để bây giờ nó dài quá các bạn xem các bạn ghét cười nữa. Tốt nhất đừng ghét nha. Thích thì chửi, thích thì cho một đấm một đá rồi đó. Chứ giờ kêu mà năn nỉ subscribe hay like hồi xưa quá. Hồi đó còn năn nỉ các bạn nhớ like subscribe nha. Còn giờ một đấm một đá này các bạn. Cho nó mạnh quá không? Không. Mấy cái đó là ta gọi là nịnh các bạn. Trời ơi nó phê. Dần dần dạ dạ subscribe rồi like nó là nịnh đó. Cái nào thẳng thắn là ok hết. Á đi mà mệt uống miếng steam cũng đã ghê luôn kìa. Nó uống steam vô mà làm như nó uống đâu mấy cái con mà bò cụng bò hút hay là thuốc tăng lực yếu sinh lý hay gì cũng biết mình làm nó la cái ghê. Bò hút uống. Ok để hai anh em nghỉ ngơi tí, uống miếng nước nghỉ ngơi cái mệt quá. Rồi các bạn nhớ cho một đấm một đá nha. Rồi anh em mình tiếp tục thăm nha. Gặp mặt đi gần đấm. Hiện trường uống nước xong, vô đây thăm hai cái luôn các bạn ơi. Cái này của con thỏ đặc nè. Ô trong đây trống dữ ta. Trong đây trống chừng ngon á, chỗ này mà mở chạy quán cà phê đồ đèn mờ thầy luôn á. Đánh sâu dữ mày. Lâu không? Cái cạp đó đó hả? Một cạp đây nè các bạn. Dấu tích lúc trước dính đó hả? Lúc trước dính nè. 2,5 kg. Ở trong đây là quay thoải mái trên bầu trời luôn nha các bạn. Không ai biết chỗ này luôn. Nên không có sợ, còn ở ngoài đường mình quay là lộ liền. Nào dính hú hả vậy? Trong đó còn cái nha các bạn, để nào nó dính cái nó hú à. Đi vô trong đó xô trong đó túm đó, đó. Hang động của nó mà nó chứa vào mấy cái má mì rồi. Với mấy anh chân dài chân đỏ rồi. Ồ, hú bật má rồi. Hú bật má. Hú bật đầu á. Hú đầu bạc á. Nó tên nhiều tên lắm, còn hú bật mạnh nữa. Mấy năm trước anh dính hoài vậy. Tươi không? Gì nè. Rồi người ta lấy hột quẹt á, người ta khò hơn cái người ta xé, người ta ăn giống như châu Phi vậy á. Đây nè. Cú đầu bạc, cú bạc đầu nha các bạn. Đó. Con này nó mà sống nha, nó la gian trời á. La nó kêu trùng đèn là ăn thịt nó lẻ á. Cú đầu bạc, cú bạc đầu, cú bạc mền. Cú nhiều dữ vậy. Bữa nay mớm à. Dính được con kia 2 kg à. Còn lại này chưa thấy gì trơn các bạn ơi. Chưa. Mấy cái đoạn nào nãy giờ thăm mà chưa dính nha. Chưa. Mình cắt bỏ nha. Chưa căng mà biết 2 tí. Trời, dân trong ngày mẹ nhìn cộng lông thôi đã biết được rồi. Dân trong ngày mình nhìn cái tướng rồi biết con nó bao nhiêu ký luôn chứ không cần căng nữa. Lỡ căng 2,1 kg. Mà lâu lúc nó cũng sai hoài mẹ. Gắn chịu thôi chứ sao giờ. Thôi giờ để nó làm mồi luôn các bạn. Nó anh đèn mốt nó gặp cái này phái lắm. Người ta hay là lò lá xanh, người ta lấy mấy cái lá khô nè ông ơi. Có lá bự cái đó. Nè, thấy không? Để vô cái là liếp luôn cái bẫy kìa chưa? Nhanh con lẹ không? Đâu. Sai rồi. Này phải huấn luyện thêm một phá ngụy trang mới được. Đây cái cuối luôn. Cái cuối nằm ở đâu rồi? Cái cuối lên hàng luôn đi. Ù, không dính luôn các bạn. Đây, cái cuối nè. Đó. Rồi, hết bẫy luôn các bạn ơi.
Rồi, thuộc lại đi. Nãy tao nói 2 kg thì thử đúng không? Con này là con chó nha. Con chó nè. Ê, nhìn thấy hết nha, chứ tưởng không thấy hả mày? Nó chơi với dân trong ngày nhìn biết mà. Nói các bạn thấy không, bông bông nữa không? Nó. Nè, ủa có căng luôn hả ta? Đưa chơi lớn gì? Nè. Đâm thẳng vô luôn đi. Quá trời mũi rồi. Cỡ tao có nhăn mũi kìa quê. Đó đúng 2 kg không? Để coi. Buông cái 2,1 kg. Rồi giỡn hoài, cái túi 200g đó không? 2,1 kg, 2,3 kg. Túi 200g, 2,1 kg, chính xác. Ghê trời. Hôm nay lên cơ ta. Giỡn hoài. Đó, thành quả hôm nay của anh em thì được con cú bạc má, được con công nhâm, chứ con mau rưng. Mau rưng. Thôi mình cũng tranh thủ đi về, cũng cảm ơn tất cả các bạn đã bấm nhầm phải video của Cường và xem. Anh em nếu mà thương tình thì ủng hộ anh em để có động lực, đăng ký, subscribe, một đấm một đá. Rồi giờ anh em xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo luôn nha. Bye bye. Chào luôn thôi. Mày chào cái gì tao qua đăng ký kênh. Đó, nó chờ cái kìa đó đó chào, nó núp nữa. Mà mũi cắn quá trời luôn.